Người Việt Nam không còn được đi du lịch tự túc qua hà khẩu kể từ ngày 10 tháng 4. Mặc dù Trung Quốc chỉ mới mở cửa cho hai nước thông quan chưa được bao lâu, nhưng nay đã phải siết lại chặt chẽ hơn bởi vì phát hiện nhiều trường hợp sử dụng sổ thông hành trái phép. Thứ nhất là đi sâu quá vùng lãnh thổ cho phép, tức là lớn hơn bán kính 200 km tính từ cửa khẩu Lào Cai. Thứ hai là sử dụng sổ thông hành ở quá số ngày cho phép mà không quay lại. Chính vì vậy, Trung Quốc đã ra thông báo hạn chế người Việt Nam đi du lịch tự túc qua hà khẩu. Nay, chỉ có những người có hộ khẩu là Lào Cai thì chúng ta mới được đi tự túc qua hà khẩu mà thôi. Còn 100% khách ngoại tỉnh thì chúng ta phải liên hệ qua các công ty du lịch hoặc hướng dẫn viên đưa đón hai đầu Việt Trung thì chúng ta mới được phép qua hà khẩu. Có lẽ ngày đến đây thì các bạn đang có ý định đi du lịch hà khẩu trong thời gian tới sẽ rất hoang mang đúng không ạ? Nhưng các bạn cũng đừng lo lắng, về mặt thủ tục không thay đổi quá nhiều. Chúng ta chỉ cần liên hệ với các công ty du lịch hoặc các nhóm hướng dẫn viên đưa đón các bạn hai chiều Việt Trung là chúng ta đã có thể sang được rồi. Về mặt chi phí thì sẽ cao hơn một chút, nhưng ngược lại chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải chờ đợi quá lâu ở khu vực nhập cảnh Trung Quốc nữa, bởi vì đi theo tour thì sẽ được ưu tiên. Các bạn hãy nhớ cập nhật tin tức và tránh việc làm sổ thông hành mà không được qua hà khẩu nha.